kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ được phát sóng trên sóng đài phát thanh và truyền hình Long An. Là Nhi và Đào Duy rất hân hạnh khi được đồng hành với quý vị khán giả trong bản tin ngày hôm nay. Và bây giờ là những thông tin chính sẽ phát trong chương trình. Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm bị cáo lừa nhật 20 tỷ đồng để đẩy giám đốc công an tỉnh An Giang đi nơi khác. Triệt phá nhóm thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh. bắt đối tượng công an giỏm có đến 4 tiền án và vừa ra tù không bao lâu thì lại ngựa quen đường cũ đi lừa đảo. Cùng chuyên mục miền Tây kỳ thú trải nghiệm hoạt động kéo lưới cá linh ở vùng đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp để cảm nhận được không khí nhộn nhịp của mùa nước nổi những ngày này. Thưa quý vị, sau nửa năm đóng cửa vì đại dịch, phòng vé Việt đang rụt rịch trở lại dự kiến với hàng loạt các bom tấn, hành động và kinh dị đến từ Hollywood sẽ đổ bộ trở lại rạp vào cuối năm 2021. Trong chuyên mục giải trí, mời cái việc khán giả hãy cùng điểm qua những bộ phim này. Còn ngay bây giờ sẽ là những tin tức nóng đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo đề cương luật giật số. Một trong những nội dung đáng chú ý trong lần chỉnh lý tháng 10 năm 2021 lần này, đó chính là các biện pháp điều chỉnh mức sinh. Đặc biệt, dự thảo này còn đề xuất hỗ trợ bằng tiền đối với phụ nữ sinh con thứ nhất và thứ hai tại các tỉnh thành có mức sinh thấp như là thành phố hồ chí minh đà nẵng cần thơ Dự thảo luật dân số nêu ra các biện pháp khuyến khích sinh đủ hai con tại các tỉnh có mức sinh thấp. Cụ thể nhà nước hỗ trợ một lần bằng tiền mặt ít nhất tương đương một lần mức lương tối thiểu vùng khi phụ nữ sinh con thứ nhất, ít nhất tương đương hai lần mức lương tối thiểu vùng khi phụ nữ sinh con thứ hai. Hiện nay mức lương tối thiểu vùng thấp nhất là 3 triệu 070 000 đồng một tháng và cao nhất là 4 triệu 420 000 đồng một tháng. Ngoài ra cặp vợ chồng cam kết sinh đủ hai con được nhà nước hỗ trợ cho con của họ học tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học công lập, miễn học phí khi theo học trung học cơ sở công lập. Hiện có 21 tỉnh thành phố được phân vào vùng mức sinh thấp, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Hậu Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Khánh Hòa, Long An, Bạc Liêu, Tây Ninh, Sóc Trăng, Cà Mau, Đồng Nai, Bình Thuận, Tiền Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Kiên Giang. Liên quan đến việc trở lại bình thường mới sau giãn cách, ngày 28 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức cho phép hàng quán phục vụ ăn uống tại chỗ. Song song đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có dự thảo kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại trường học trên địa bàn thành phố. Trong đó, địa bàn cấp độ 1 và 2, nguy cơ thấp và trung bình sẽ tổ chức dạy trực tiếp, không tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài nhà trường. Các trường ngoài công lập nếu đảm bảo các điều kiện an toàn có thể bố trí nội trú, bán trú, xe đưa rước học sinh, đảm bảo giãn cách, đảm bảo đánh giá an toàn theo Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn COVID-19 trong ngành giáo dục do Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành. Những trường đại học được tổ chức dạy học trực tiếp nếu đáp ứng bộ tiêu chí an toàn trường học, đảm bảo đội ngũ nhà giáo và sinh viên tham gia dạy học trực tiếp đã được tiêm đủ liều vaccine, đảm bảo các quy định phòng chống dịch COVID-19 của địa phương. Đối với các địa bàn được xác định dịch ở cấp 3 nguy cơ cao, tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến trên truyền hình, không tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài lớp học. Căn cứ điều kiện thực tế, các địa phương quyết định kế hoạch dạy học cho từng lớp, khối lớp với cấp học phổ thông, ưu tiên dạy trực tiếp các lớp 1, lớp 2, lớp 6, lớp 9 và lớp 12. Bên cạnh đó, tổ chức học trực tiếp cho học sinh, học viên, sinh viên bố trí lệch ca, lệch giờ, không tập trung đông người, giãn cách tối đa đảm bảo giới hạn về số người học lớp theo bộ tiêu chí đánh giá an toàn Covid-19 trong ngành giáo dục do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành và được Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 đánh giá an toàn. Các địa bàn được xác định ở cấp độ 4 nguy cơ rất cao, tổ chức hình thức dạy học trực tuyến trên truyền hình, giao bài tự học, Giáo dục mầm non chưa bắt đầu năm học mới, để mở cửa trở lại, các ngành hoạt động phục hồi kinh tế phải tính toán cho học sinh quay lại trường. Thưa quý vị, khác với cảnh gấp gáp chạy đua từng phút để cứu sống bệnh nhân nặng, nguy kịch được liên tục chuyển tới bệnh viện vào khoảng 2 tháng trước, giờ đây không khí tại bệnh viện hồi sức COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh đã nhẹ nhàng hơn khi không còn nhiều bệnh nhân điều trị. Và phải nói rằng đây là một thông tin rất mừng thưa quý vị vì nhiều ngày qua khoa cấp cứu bệnh viện hồi sức Covid-19 chỉ còn tiếp nhận từ 8 cho đến 10 bệnh nhân một ngày thay vì số lượng đỉnh điểm là 70 ca nặng và nguy kịch như trước. Một số khoa đã giải thể bình oxy, máy thở cũng được cất gọn ở một góc khi vắng bệnh nhân điều trị. Tại một góc lầu 7, các y bác sĩ tình nguyện viên thảnh thơi trò chuyện cùng bệnh nhân. Một số phòng đã tắt đèn vì không còn ca bệnh. Máy thở, bình oxy, giường bệnh cũng được cất gọn ở cuối hành lang sau nhiều ngày căng mình cùng y bác sĩ cứu chữa người bệnh. So với những ngày đỉnh điểm lên đến 740 bệnh nhân, hiện tại bệnh viện chỉ còn điều trị cho 180 người. Đặc biệt số ca thở máy, oxy dòng cao chỉ tầm 60 bệnh nhân, trong đó chỉ 1 phần 5 ca có diễn tiến nặng nguy kịch. Mặc dù công việc đã dễ thở hơn nhiều so với giai đoạn trước đây, nhưng các y bác sĩ tại bệnh viện vẫn không quên nhiệm vụ tích cực ngày đêm giành giật sự sống cho những ca nặng nguy kịch. Đã có rất nhiều y bác sĩ gắn bó với bệnh viện từ ngày đầu thành lập. Hơn 3 tháng qua, họ tình nguyện không trở về nhà để quyết tâm đợi ngày bệnh viện giải thể. Cũng mới đây, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu đề nghị không áp dụng giá sàn vé máy bay nội địa theo ý kiến của nhiều chuyên gia. Trong đó có chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long đã từng có thư gửi Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này. Trước đó, chuyên gia kinh tế đã có thư gửi Thủ tướng Chính phủ, trong đó đánh giá việc áp dụng giá sàn vé máy bay nội địa là trái quy định pháp luật, vi phạm nguyên tắc quản lý giá đối với thị trường hàng không nội địa. Đồng thời, điều này cũng không phù hợp với thể chế về quản lý giá trong nền kinh tế thị trường, đi ngược với xu hướng của hàng không thế giới. Cho nên, có thể gây hệ lụy rất lớn trong phục hồi kinh tế, phục hồi ngành du lịch, gây khó khăn cho công nhân trở lại nhà máy và tức bỏ quyền đi lại bằng đường hàng không với giá rẻ của hàng chục triệu người. Tiếp tục xin được chuyển đến quý vị một thông tin liên quan đến hoạt động lại các tuyến vận tải hành khách, tuyến cố định đi và đến ở thành phố Cần Thơ và ngược lại. Cụ thể ngày 27 tháng 10, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ có thông báo hiện có thêm 4 địa phương đồng ý nối lại tuyến với Cần Thơ gồm Hậu Giang, Đồng Nai, Tây Ninh và Bình Thuận với tần suất hoạt động bình thường. Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải và bến xe khách thường xuyên cập nhật nắm bắt thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh theo từng cấp độ tại các địa phương đã được công bố. Theo đó, báo cáo ngay với Sở Giao thông Vận tải hai đầu tuyến để điều chỉnh hoạt động lại kịp thời. Như vậy, tính đến hiện tại, Cường Thơ đã cho hoạt động lại 48 tuyến vận tải hành khách đến 11 tỉnh thành, trong đó có 4 địa phương gồm Bình Định, Quảng Ngãi, Lâm Đồng và An Giang, thống nhất hoạt động với tần suất 50% theo biểu đồ đã được phê duyệt. Các tỉnh còn lại hoạt động bình thường với tần suất 100%. Tiếp theo là một thông tin liên quan đến hỏa hoạn thưa quý vị. Một cửa hàng điện nước ở phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã bốc cháy giữa đêm khiến cho nhiều người xung quanh không kịp trở tay vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị bên trong cửa hàng. Và sau đây là những hình ảnh về vụ hỏa hoạn. Thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 26 tháng 10, một người dân thấy ngọn lửa bùng phát tại cửa hàng bán đồ điện nước trên đường Dương Đình Hội, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức. Người này nhanh chóng đập cửa các nhà dân gần đó, rồi hô quán mọi người cùng tham gia dập lửa. Tuy nhiên, do cửa khóa ngoài, nhà không có người và chứa nhiều vật liệu dễ cháy, nên công tác dập lửa của người dân bất thành ngọn lửa nhanh chóng bùng phát lớn, kèm theo nhiều tiếng nổ. Lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố Thủ Đức có mặt tại hiện trường triển khai dập lửa. Vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản. Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, mới đây cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang vừa bắt quả tang một đối tượng giả danh công an lừa đảo người dân đưa tiền làm thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai. Và thưa quý vị, đối tượng công an dởm này chỉ 31 tuổi thôi, nhưng hắn đã có đến 4 tiền án và vừa ra tù không bao lâu thì lại ngựa quen đường cũ. Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Hoàng Hôn, 32 tuổi, trú huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang khai nhận. Khoảng cuối tháng 9, qua mối quan hệ cá nhân, Hôn gặp một người đàn ông ở thành phố Vị Thanh cần làm thủ tục liên quan đến tranh chấp đất đai. Hôn xưng là trung tá công an, đang công tác tại phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Hậu Giang, chức vụ là phó trưởng phòng. Hôn đã hứa giúp người này làm thủ tục với giá 60 triệu đồng. Đến ngày 27 tháng 10, Hôn liên lạc yêu cầu người này đưa trước 5 triệu đồng tại một quán cà phê ở phường Bảy, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang để đi công tác ở tỉnh Cà Mau. Vào thời điểm nhận tiền, Hôn bị bắt quả tang. Ngoài ra, Nguyễn Hoàng Hôn khai thêm, cũng với thủ đoạn giả danh công an, đối tượng đã nhận 2 triệu đồng của một người phụ nữ ở thành phố Vị Thanh để giúp làm thủ tục đi hôn vào tháng 9 năm 2021. Nhưng sau khi nhận tiền thì tiêu xài hết. Qua xác minh, cơ quan công an phát hiện Nguyễn Hoàng Hôn còn có 3 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và một số tiền án về tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản mới ra tù tháng 2 năm 2021. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, Công an quận 11 thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ một nhóm đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Thời gian qua, băng nhóm này đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy, xe đạp điện ở nhiều quận khác nhau trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Điều đáng nói là băng nhóm siêu đỏ chích này đa số đều ở độ tuổi thanh niên, thường trú ở nhiều địa phương và cùng kết nối với nhau để thực hiện hành vi bẻ khóa trộm xe. Băng nhóm này bao gồm Lý Gia Huy, Huỳnh Huyền Huy, Đặng Duy Quyền, Ngũ Quận 5, Nguyễn Minh Hiếu, Ngũ Quận 12, Vũ Ngọc Anh, Thường Trú Bắc Giang. Các vụ trộm xảy ra ở quận 11, quận Tân Bình, mặc dù bị phát hiện và xử lý nhiều lần những đối tượng huy và hiếu vẫn tiếp tục tái diễn hành vi phạm tội của mình gây nhiều bất an cho người dân đặc biệt sau khi công an khám xét nơi ở của đối tượng đặng duy quyền thì thu giữ nhiều xe trùng số khung số máy xe bị trộm mất khám xét nơi ở của các đối tượng công an thu giữ nhiều xe máy là tam vật của vụ án cùng nhiều loại dụng cụ dùng để phá khóa trộm xe máy hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng mở rộng điều tra Hẳn quý vị còn nhớ hai bị cáo tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ rộng lớn có thể điều chuyển giám đốc công an tỉnh An Giang mà chúng tôi đã từng thông tin. Và hiện tại, sau một thời gian điều tra, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm bị cáo lừa nhận 20 tỷ đồng để đẩy giám đốc công an tỉnh An Giang đi nơi khác này. Các bị cáo gồm Vũ Văn Quý, 30 tuổi, ngụ tại thành phố Hải Phòng, bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Ngô Văn Trọng, 48 tuổi, ngụ tại tỉnh Quảng Ngãi, Hoàng Thị Tâm, 54 tuổi, ngụ tại thành phố Hà Nội, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Trần Trí Mảnh là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hàng thương mại và sản xuất Gia Thịnh, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, với ngành nghề kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe gắn máy các loại. Do lo sợ việc tăng cường tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế trên các địa bàn trọng điểm trong tỉnh của giám đốc công an An Giang, Đinh Văn nơi làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình, mánh đã nảy sinh ý định tìm cách tác động để điều chuyển giám đốc công an tỉnh An Giang đi nơi khác. Khoảng tháng 12 năm 2020, mánh gặp Đào Ngọc Cảnh là người quen từ trước, đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động điều chuyển cán bộ với giá 20 tỷ đồng, nhưng Cảnh biết không thực hiện được nên Cảnh nhờ trọng, rồi trọng nhờ tâm với giá 13 tỷ đồng. Mặc dù biết rõ không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ, nhưng Quý Trọng Tâm vẫn tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ trọng lớn với cán bộ cấp cao ở Trung ương nhằm tạo tin tưởng cho Trần Trí Mảnh để chiếm đoạt tài sản chia nhau hưởng lợi. Sau khi biết bị lừa, ngày 2 tháng 3, Mảnh làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Quý gia đồng phạm. Riêng Mảnh cũng bị công an khởi tố về tội sản xuất buôn bán hàng giả. Hiện phiên tòa đang diễn ra, chương trình sẽ tiếp tục cập nhật thông tin diễn biến phiên tòa đến quý vị. Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Cần Thơ vừa mời làm việc và giáo dục đối với hai người, một nam và một nữ, ngụ tại quận Bình Thủy và Ninh Kiều, do có hành vi thu thập, chia sẻ thông tin F0 lên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các cá nhân và công tác phòng chống dịch bệnh của thành phố. Cụ thể, vào ngày 29 tháng 9, anh NVH, ngụ phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bài viết kèm hình ảnh với nội dung Dân bản quả tốc, kiến nghị phong tỏa bệnh viện tim mạch thành phố Cần Thơ, phát hiện chùm ca bệnh liên quan có 7 kf 0 trong đó nhân viên kỹ thuật, nhân viên tập vụ của bệnh viện và 5 người còn lại đều ở quận Ninh Kiều. Kèm theo thông tin cụ thể về nhân thân và lịch trình của 7 kf 0 Ngày 5 tháng 10 tiếp tục phát hiện chị NTNT ngụ phường Thái Bình, quận Ninh Kiều sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bài viết với nội dung Mọi người hãy cẩn thận nhé, kèm theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ, thể hiện thông tin cụ thể về nhân thân, lịch trình của 13 bệnh nhân COVID-19. Các thông tin này đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các trường hợp F0 và những người có liên quan đến bệnh nhân, tạo sự kỳ thị, gây hoang mang dư luận trong nhân dân. Tại buổi làm việc, cả hai người đều thừa nhận hành vi của bản thân là không đúng và cam kết gỡ bỏ và không tái phạm. Cũng là một vụ án vừa được xét xử tại Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ về tội danh mua bán tàn trữ trái phép chất ma túy. Điều đáng nói là trong 6 bị cáo đưa ra xét xử thì có 4 bị cáo là người cùng gia đình. Vì bất chấp pháp luật buôn bán chất cấm mà người vợ đã kéo cả gia đình vào vòng lao lý. Cụ thể, các bị cáo Phạm Thị Kim Hưởng, 55 tuổi, Nguyễn Văn Hải, 53 tuổi, chồng Hưởng, Nguyễn Tuấn Kiệt, 30 tuổi, con trai của Hưởng, Võ Hoàng Uyên, 24 tuổi, vợ sắp cưới của Kiệt, cùng ngụ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Nguyễn Thị Kim Anh, 59 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy và từ Thanh Liêm, 49 tuổi, ngụ huyện Thế Lai, thành phố Cần Thơ, bị truy tố về tội tàn trữ trái phép chất ma túy. Hội đồng xét xử nhận định chỉ vì hám lợi mà bị cáo hưởng đã kéo cả gia đình dướng vào dòng lao lý. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo hưởng Hải 20 năm tù, Kim Anh 9 năm tù, Kiệt 8 năm tù, Uyên 7 năm tù, cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Riêng, Liêm Lĩnh 3 năm tù, về tội tàn trữ trái phép chất ma túy. say xỉn không đeo khẩu trang. Một nam thanh niên khi bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe đã có hành vi không hợp tác, thậm chí còn lao xe vượt đi khiến cảnh sát giao thông phải đuổi theo. Và đoạn clip ghi lại màn truy đuổi của cảnh sát giao thông với nam thanh niên vi phạm lỗi sau khi được đăng tải đang gây chú ý trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Trên đường đi trúng đối tượng này chạy xe vào một ngõ cụt. Cảnh sát giao thông đã bắt kịp, lập tức ép sát và yêu cầu nam thanh niên xuống làm việc. Đáng nói, khi nam thanh niên tháo khẩu trang, chiến sĩ cảnh sát đã lùi xa và yêu cầu người này đeo khẩu trang lên. Xong, anh ta vẫn chống đối nửa dời. Thậm chí, thanh niên không quan tâm. Không rõ kết quả thanh niên này sẽ phải chịu hình phạt ra sao. Nhưng thái độ thách thức, không chấp hành biện pháp phòng dịch, khiến ai cũng phải lắc đầu ngao ngán. đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái chạy xe máy đến trước cửa hàng tạp hóa để mua đồ. Thế nhưng vừa dừng xe chưa kịp làm gì thì chân đã đạp ngay phải rổ trứng để phía trước. Tuy nhiên, cách xử lý của cô gái ngay sau đó khiến cho nhiều người cảm thấy ngán ngẩm. Trong đoạn clip, sofa dừng xe máy khá khùng kênh của cô gái làm nát rổ trứng gà của cửa hàng tạp hóa. thay gì xuống xe xin lỗi hay đền tiền chủ quán, cô gái đã lặng lẽ rời đi Hành động không đẹp xảy ra ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, được camera an ninh ghi lại và nhận nhiều chỉ trích. Một xe ô tô 4 chỗ đi ngược chiều bất ngờ mất lái, hút văng liên tiếp 5 xe máy, khiến mọi người xung quanh bàn hoa. Được biết sự việc xảy ra tại thành phố Vũng Tàu vào ngày 26 tháng 10 vừa qua. Theo camera ghi lại, chiếc ô tô màu đen bất ngờ mất lái, sau đó tông liên tiếp vào 5 chiếc xe máy và một người bảo vệ chiếc xe sau đó ghim chặt vào tường nhà dân. Theo thông tin ban đầu, những người điều khiển xe máy bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Vũng Tàu. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông đã đến điều tiết, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. chỉ tính riêng trong vòng một tháng qua, nhiều loại phân bón đã tăng từ 1.000 đến gần 3.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, giá thu mua lúa gạo không tăng hoặc tăng ít. Và với diễn biến giá cả thị trường phân bón như hiện nay, nông dân đang ở vào thế rất bất lợi do chi phí sản xuất tăng cao và nguy cơ bị thua lỗ nặng. Và đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho nhiều nông dân chần chừ không muốn làm vụ lúa đông xuân vì sợ lỗ. Điều gì đang xảy ra? Sau đây là ghi nhận thực tế của phóng viên chương trình tại Long An. Theo điểm hiện tại, nông dân tại tỉnh Long An đang bước vào giao sại vụ đông xuân. Tuy nhiên, giá phân bóng tăng cao, nhiều loại đã tăng hơn 2 lần so với thời điểm cuối năm 2020. Như phần DAB trước đây chưa đầy 10.000 đồng một ký, thì nay đã lên trên 20.000 đồng một ký. Nếu mà bán ra so một 4 kg mới được một ký phân. Hiện nay giờ thay vì năm đầu tôi mừng là 5 triệu cho một hecta, bây giờ phải lên 10 triệu một hecta nó khó khăn vậy đó bây giờ vốn liếng thì nó quá cao. Không biết năm nay mà không biết có được lãi hay không. Ví dụ như tôi bằng hôm rồi lúa chớ lúa thân vậy mà bán có 4 tư tôi lỗ luôn đó. Nếu đất nhà mà tôi đất nhà còn đất mướn là thôi nước còn bỏ chạy luôn thì bây giờ là à, trước tiên là vật tư lên nè, xăng dầu lên nè. Các thứ gì cũng lên hết. Theo lý giải của các doanh nghiệp sản xuất phân bón, nguyên nhân giá tăng cao chủ yếu là do nguyên vật liệu đầu vào để sản xuất phân bón như than, khí tự nhiên, lưu huỳnh amoniac, sụt giảm nguồn cung, giá cả tăng cao trên thị trường thế giới, đồng thời giá dẫn tại biển tăng rất mạnh. Ở trong nước do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều nhà máy ngưng hoặc giảm công suất, chi phí sản xuất tăng cao đã tác động mạnh lên giá cả phân bón trên thị trường. Thì giá thành nó trong thời gian vừa đại dịch nó tăng tương đối cao. Thì để sắp tới thì nếu phục hồi được sản xuất thì công ty sẽ cố gắng kiểm soát được cái chi phí sản xuất để làm sao giảm chi phí sản xuất để giảm giá thành cho khách hàng trong tình hình mà giá cả phân bón tất cả các loại đang tăng rất cao đặc biệt là cả trong nước và trên thế giới. Trước tình hình giá phân bón tăng cao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An cũng khuyến cáo người dân trong canh tác cần áp dụng quy trình canh tác thông minh, giảm lượng giống gieo xạ, giảm lượng phân bón hóa học, tăng cường các giải pháp hữu cơ, bón phân NPK cân đối. Ủy ban nhân dân tỉnh Long An cũng chỉ đạo các sở ngành liên quan làm việc với các doanh nghiệp sản xuất phân bón trên địa bàn nhằm tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ phục hồi sản xuất sau dịch, từ đó góp phần ổn định nguồn cung và ổn định giá cả thị trường. Thưa quý vị, mới đây bài hát Covid nhanh đi đi với màn vũ đạo được thể hiện bởi những chú robot đã trở thành hình ảnh ấn tượng thu hút rất nhiều người quan tâm chia sẻ trên mạng xã hội. Được biết những chú robot này mang tên là NAO và để dạy nhảy múa cho các vũ công đặc biệt này thì các giảng viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã bỏ ra không ít công sức. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng tìm hiểu về những vũ công robot độc đáo này nhé. Những chú robot xuất hiện trong video này là NAO V6, được dự án nâng cao chất lượng giáo dục Đại học Saheep do Ngân hàng Thế giới tài trợ nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, nghiên cứu, quản trị đại học và quản lý dự án của các trường tham gia. Năm nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên các bạn sinh viên chưa thể đến trường. Vì vậy, các thầy cô trong khoa cơ, điện tử đã nghĩ ra sáng kiến, sử dụng robot tạo nên món quà độc đáo dành tặng sinh viên. Năm nay là do đại dịch Covid nên là chúng ta có những cái khó gặp mặt trực tiếp sinh viên thì tất cả những cái việc mà khi mà các thầy có ca hát nhảy múa gì đó ở trên hội trường ấy thì nó cũng rất là là, là lâu rồi và gần như trường nào cũng có thể làm được thì bách khoa luôn 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 muốn mang đến cái đặc sản riêng của mình đấy là những cái dự án liên quan đến cái technology có nghĩa là về kỹ thuật hàng đầu của cả nước nên là nhà trường đã quyết định và bộ môn cũng đã quyết định là đưa ra một cái bài chào mừng liên quan đến cái robot nào robot tặng người này để chào đón tất sinh viên robot NAO mới được chuyển về đại học bách khoa hà nội được hơn một tháng việc dạy những chú robot này nhảy múa cũng không phải điều đơn giản NAO đã ngã rất nhiều lần mới có thể biểu diễn thuần thục bài múa covid nhanh đi đi Lập trình cho cái bài Covid đi đi đấy thì nó tốn thời gian của ba thầy cô làm chính và rất nhiều thầy cô làm phụ Thì uh, trong khoảng uh, gần một tuần có nghĩa là các thầy cô đã phải thức cả đêm Có khi đến 2-3 giờ đêm trao đổi với nhau Thì cái việc khó nhất của cái bài lập trình chia cho con robot dạng người dạng không phải noi robot đó là khả năng cân bằng Có thể là chúng ta mong muốn nó di chuyển giống con người nhưng mà độ thăng bằng của robot là khá là khó Do đó là khi mà chúng ta lập trình cho robot này thì cái việc khó nhất là chúng ta giữ được nó hoạt động một cách cân bằng không bị ngã, không bị đổ. Những chú robot này là robot tân tiến nhất do công ty Softbank Robotics sản xuất, robot có chiều cao 57 cm và nặng khoảng 5,5 kg. Trên thế giới NAO được ứng dụng trong nhiều hoạt động của con người. Tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội NAO được sử dụng chủ yếu trong quá trình giảng dạy trước khi để con robot này nó chạy được thì các bạn sinh viên cần phải sử dụng những phần mềm để có thể làm mô phỏng uh, hoạt động của con robot này sử dụng những phần mềm đấy thì những cái phần mềm đấy uh, giảng viên uh, cũng như các thầy ở đây đã cung cấp cho sinh viên hướng dẫn sinh viên để thực hiện uh, mô phỏng con robot này trước sau đấy xong thì khi uh, tất nhiên là khi đã chạm vào mô hình thật thì các bạn sinh viên phải lên tận đây dưới sự uh, giám sát rất là chặt chẽ của các thầy cô giáo ở đây để các bạn có thể làm việc trực tiếp với lại cái mô hình thật này trong thời gian tới, sinh viên sẽ được trải nghiệm dạy NAO thực hiện nhiều hoạt động, trong đó quan trọng là dạy tiếng Việt cho những chú robot này. Thời điểm đỉnh lũ cũng là mùa đánh bắt cá sôi động nhất ở miền Tây, người người có những kiểu khai thác khác nhau, trong đó với những gia đình có đông thành viên thì hoạt động kéo lưới là cách đánh bắt phù hợp và mang lại thu nhập cao. Đúng như những gì mà Lan Nhi vừa chia sẻ thưa quý vị, mùa này khi cá trên đồng đủ lớn, những mẻ lưới kéo vì thế cũng nhộn nhịp và đầy áp cá. Và tiếp nối chuỗi ký sự miền Tây mùa nước nổi, ngay bây giờ mời quý vị khán giả cùng theo chân phóng viên của chương trình trải nghiệm hoạt động kéo lưới cá linh ở vùng đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp để cảm nhận được không khí nhộn nhịp của mùa nước nổi những ngày này. Trên cánh đồng xã biên giới Thường Phước Một, huyện Hồng Ngự, gia đình ông Nguyễn Văn Hùng bắt đầu kéo lưới từ sáng sớm xung máy, lưới kéo và ít nhất 4 người phối hợp nhịp nhàng cho một mẻ lưới được kéo lên. Ngày này có sự phân công rõ ràng, đàn ông, thanh niên sẽ trầm mình dưới nước, để lưới ra sát mặt đất. Phụ nữ đứng trên phương tiện phăng phao kéo lưới. Ông Nguyễn Văn Hùng đã theo nghề này hơn chục năm, bởi kéo lưới mùa này giúp gia đình ông có thêm thu nhập kha khá trong mùa nước nổi. Cái dạo này, cô lý nè, thì cũng uh, mười mấy chục ký vậy bốn người lên mới uh, quấn được tại vì uh, hai người kéo uh, dù phao rồi với người kéo giường chạy bớt dậy dưới bốn người mới được thì không có người sợ gì chứ mùa đi quấn lưới gì cũng uh, ngày nào làm thì sống ngày nấy vậy chia ra người cũng được hai trăm hai trăm ngoài sáng kia chấm mấy không chừng ở vùng biên giới tỉnh đồng tháp nghề kéo lưới thường diễn ra nhộn nhịp vào thời điểm đỉnh lũ. Bởi mùa này, nước trên đồng ngập sâu, cá đã đủ lớn. Nhìn đơn giản vậy, nhưng nghề kéo lưới là một trong những hoạt động khai thác dứt giả và nặng nhọc nhất, bởi dàn lưới kéo rất nặng. Gặp hôm mưa bão, mọi người phải dầm mình hàng giờ trong lạnh lẽo, dù vậy, nhiều người dân tại đây vẫn bám trụ với công việc này vì kế mưu sinh của gia đình trong mùa nước nổi để trang trải cuộc sống và chuyện học hành của các con. Ờ, tại vì mình trên xuồng, đó, nước ăn dữ lắm. Rồi mặc áo mũ cho đừng ướt mình. Ướt mình lạnh lắm đen thì nó đen dữ lắm rồi mà 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 không, không có sợ gì làm bằng cái này đừng kiếm tiền ăn cảnh nhà nghèo đâu có làm gì được đâu dạ cái vô dịch này không có làm gì ăn được hết trơn sáng 5 giờ mấy 6 giờ đi giờ đi tới tới mười hai giờ gửi một giờ mới về tới nhà đâu thì đánh thì luôn luôn nào ấy mong được nhiều cá hơn 2 tiếng đồng hồ, gia đình ông Hùng thu về dài chục ký cá linh. Thời tiết thuận lợi nên ông quyết định kéo dài mẻ nữa. Mùa nước nổi ở miền Tây luôn hào sảng với con người nơi đây, bởi vậy, sống thuận tự nhiên, người dân nơi đây cũng dần ý thức đánh bắt gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Dù nước năm nay dày muộn, nhưng nhìn chung cá cua cũng dày nhiều, vì thế cũng giúp cho mùa nước nổi ở miền Tây thêm nhộn nhịp và mang nét đặc trưng vốn có của nó. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng 24 giờ của Đài Phát Thanh và truyền hình Long An ngày hôm nay. Là Nhi và Đào Duy rất tiếc khi phải nói lời chào tạm biệt quý vị tại đây. Xin kính chúc quý vị gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống, trong công việc và luôn tuân thủ nguyên tắc 5K để bình an vượt qua mùa dịch. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này ngày mai.